Để các bác nhìn trước màn hình này. Em sẽ quay chi tiết cho các bác về đầy đủ chọn bộ cái sản phẩm này nhá. Thì với cái sản phẩm này các bác nhà mình có thể là xài trong công việc gia đình hoặc là các bác thợ làm nghề xài công trình chinh chiến thoải mái cho em. Một chiếc máy hàn cực kỳ là nhỏ gọn, máy siêu mini. Đấy thì đây là cái mẫu máy hàn Kenmax nhá, hàng thương hiệu chính hãng của công ty. Đấy cái mã sản phẩm này nó sẽ có model là ARC200F. Máy siêu nhỏ gọn nhá. Thì với cái sản phẩm này, đây các bác có thể là thấy là trước màn hình là bên em về hôm nay đấy có một cái lô số lượng cực lớn. Đấy hàng cũng chỉ mới về kho được vài hôm thôi, nhưng mà bên em sẽ sale với cái giá thanh lý cho các bác nhà mình. Đấy để các bác có thể là mua về xài trong gia đình hoặc là các bác thợ làm nghề nhá. Đấy khi mà các bác có nhu cầu muốn đặt hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước. Các bác chỉ cần có đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm. Đấy thì đây là một cái mẫu máy hàn cực kỳ là ok. Đó, nó rất là nhỏ gọn các bác nhìn này. Đây, một cái máy hàn mà nó nguyên hộp nó nhỏ gọn cực kỳ luôn. Đó, thì bên em có mở phía bên trong để cho các bác được cùng tham khảo luôn về đầy đủ chọn bộ luôn nhá. Trước màn hình nó sẽ có nguyên bộ như này các bác này. Một máy này, đó. Đây là mặt nạ hàn nhá. Có phiếu bảo hành chính hãng cho các bác luôn. Đó, và kèm theo một cái cây hóa dỉ này. Một cái dây đeo này. Dây, đây là kìm kẹp mát nhá, dây hàn. Kìm hàn và kẹp mát đầy đủ cho các bác. Đấy, thì với cái sản phẩm này, cái trọng lượng của nó rơi vào tầm 2,2kg thôi. Nhưng mà nó sẽ có đầy đủ hết tất cả các linh kiện để cho các bác trở thành một con máy hàn cực kỳ là chất lượng. Đấy, thì cái kích thước của nó rất là nhỏ gọn nhá. Cái chiều ngang này này, nó chỉ tầm 10cm thôi. Đấy, chiều cao nó tầm 15cm và cái chiều ngang này, đấy, nó tầm hai mấy cm thôi. Nhưng mà các bác nhìn này, đấy, nó rất là cực kỳ là ok, đẹp và chắc chắn từng chi tiết rất là sắc nét nhá. Đấy, đây là phía bên ngoài để các bác nhìn này. Đấy, nó có những cái ô thoáng như này. Đấy, cái hàng chất lượng cho nên là không có phải úp mở gì. Nó có ô thoáng này cho các bác nhìn thấy đầy đủ tất cả các nội thất ở bên trong máy. Đấy, cái củ đồng nó rất là to. Đấy, các bác xài, các bác cứ kéo, nói chung là sử dụng que 2.5 thoải mái nhá. Và chấm tỉa que 3.2. Đấy, các bác cứ xài như vậy thì cái chất lượng nó rất là tốt và độ bền cực kỳ là cao. Đấy, cái này là hàng Kenmax, hàng chính hãng công ty nên là các bác xài yên tâm ạ. Đấy, đây này, hàng chính hãng này các bác này. Phía đằng sau này nó có cả cái quạt nằm mát như này nhá. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Rất là đẹp và chắc chắn. Và đây là cái thông số kỹ thuật để em có thể là sẽ quay chi tiết để cho các bác tham khảo kỹ luôn. Đấy, đây là cái thông số kỹ thuật này các bác này. Đó. Các bác nhìn thấy không? Đây là cái thông số kỹ thuật này. Đó. Đây. Kích thước của nó nhá. Rất là ok luôn. Tuyệt vời mặt trời luôn ạ. Đấy, hôm nay thì cái số lượng nó rất là nhiều. Đấy, bên em sẽ gửi ship code toàn quốc cho các bác. Đấy, phía bên này và bên đằng sau này cũng rất là nhiều luôn. Và trong kho là hiện tại đang có vài trăm con nữa. Đấy, em sẽ có một cái mức giá tri ân cực tốt cho các bác. Đấy, thì với nguyên bộ sản phẩm như này thì bên em sẽ gửi tới tay cho các bác với mức giá là 990.000 đồng trên một bộ nhá. Đấy, nguyên bộ sản phẩm như này. Và các bác chỉ cần mua máy hàn, về mua que hàn nữa là các bác có thể là sử dụng rồi. Nó sẽ có đầy đủ chọn bộ như này cho các bác với mức giá là 999.000 đồng. Đấy, máy hàn Kenmax, máy siêu mili nhá. 200F. Đấy, model là ARC200F với mức giá là 999.000 đồng thôi nhá. Đấy, tiếp theo thì hôm nay thì bên em cũng có rất là nhiều các sản phẩm điện máy. Em sẽ thanh lý giá rẻ cho các bác. Đấy, tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Đấy, hôm nay thì bên em sẽ theo giảm giá kịch sàn cho các bác luôn này. Trước tiên là em sẽ đi từ cái phía bên này trước nhá. Đây là cái quả lọc nước này. Đây là bộ lõi lọc nước. Đấy, bên em sẽ có bộ 3 quả nhá. Đây là số 1 này, số 2 và số 3. Đấy, bộ 3 quả sẽ là 100.000. Đấy, còn đây là quả số 4. Quả số 4 là quả RO, sẽ có mức giá là 200.000. Nếu như mà bác nào mà lấy một bộ 4 quả luôn thì sẽ có mức giá là 280.000 đồng để em bao ship cho các bác. Đấy, còn đây là máy cạo râu bằng pin này các bác này. Máy cạo râu bằng pin thì sẽ có mức giá là 150.000 đồng mà bên em miễn phí ship cho các bác này. Đấy, nó sẽ có một máy này, lưỡi cạo sơ cua và một sạc như này cho các bác.
Đấy, thì với cái sản phẩm này các bác dùng để cạo râu, tỉa tóc mai và soi gương đúng luôn. Vì ở chỗ này là có một chiếc gương soi này các bác này. Đấy, đây là có một chiếc gương soi nhá. Đấy, thì với cái sản phẩm này các bác sử dụng dễ lắm. Mở lắp ra là các bác phải sử dụng được rồi. Đấy, hai bên sườn nó sẽ có hai công tắc này cho các bác này. Đó, công tắc này bật chạy này. Công tắc bên này nó sẽ đẩy lên một cái lưỡi cạo tỉa tóc mai nhá. Giá là 150.000. Máy cạo râu pin. Đấy, còn đây là thân máy bu lông của Huka X1 này. Với cái thân máy này thì bên em còn 1 hay 2 cái nữa lẻ mẫu ra em thanh lý các bác, giá là 650.000. Đấy, cái thân máy này thì nó sẽ chạy động cơ từ không chổi than và đầu bu lông đặc bu lông rỗng nhá các bác nhá. Đầu bu lông rỗng, bu lông 1/2, kim tốt kim vi luôn. Đấy, các bác có thể bắn bu lông với ốc vít. Đấy, nguyên thân máy này nhá, không có theo pin sạc các bác nhá, chỉ có thân máy thôi. Thanh lý các bác giá 600.000. Đấy, 600.000 bao ship cho các bác. Đấy, còn đây là bộ tăng đơ hớt tóc này các bác này. Tăng đơ hớt tóc bằng pin hãng Zichen nhé, giá 200.000 này. Bộ này nó sẽ có máy này, 4 cái cữ này, một cái sạc và một cái lược cho các bác, giá là 200.000. Đấy, và kèm theo một cái loại dầu như này nữa, 200.000 miễn ship hoàn toàn cho các bác này. Đấy, còn đây là cái bơm thả tõm nhé. Đấy, cái bơm này các bác sử dụng cho máy cắt rãnh hoặc là máy đây là sử dụng cho máy cắt rãnh hoặc là máy máy cắt rãnh tường ấy. Đấy, hoặc là máy rút lõi, giá là 150.000 em bao ship nhá. Còn đây là súng bắn keo lến loại nhỏ này, giá 80.000 em bao ship này. Đó, tiếp theo thì là bên này em có cái sản phẩm 12V của Hitachi. Đấy, cái mã này là nó sẽ có đèn báo pin này các bác này. Mã này có đèn báo pin nhá. Đấy, 12V nhỏ gọn như này, máy 2 chức năng. Các bác sử dụng bắn vít vào khoan này, đầu kẹp 10 này. Đó, máy chạy động cơ có chổi than nhá. Bộ này sẽ có bao gồm một thân máy, 2 pin và một sạc cho các bác, kèm theo hộp đựng máy như này. Thanh lý các bác giá 399.000 đồng. Đấy, còn bên này em có 12V của Hitachi, nhưng cái mã này thì nó không có đèn báo pin thì giá là 350.000 nha các bác nhá. Đấy, cái này đang hết pin này. Chức năng nó giống nhau, nó chỉ có điều là cái này nó không có đèn báo pin. Đấy, cái bộ 399.000 là có đèn báo pin nhá, còn bộ 350 thì là không có đèn báo pin. Đấy, tiếp theo bên này là em có cái sản phẩm bu lông của Makita này các bác này. Đó, bu lông của Makita nhá. Đây là mã bu lông Makita XR. Đấy, thì đây là cái chân pin của nó này, chân pin ba cạnh. Cái bộ này các bác sẽ có một thân máy này, 2 pin với cả một sạc, một dây đeo, một khẩu 22 và một hộp đựng nhá. Cái bộ này thì cái hộp đựng của nó rất là to các bác nhá. Đấy, cái hộp đựng của nó cực kỳ là to khủng như này. Đấy, đây là hộp đựng máy này. Đấy, rất là ok, tuyệt vời luôn. Đấy, thì hôm nay cái mã này em sẽ thanh lý các bác với mức giá là 1.200.000 đồng. Đó, 1.200.000 đồng. Đây, để em sẽ quay chi tiết cho các bác về cái kiểu máy này. Đấy, cực kỳ là đẹp và chắc chắn như này. Đó, các bác có một thân máy nhá, 2 pin với cả một sạc. Đấy, thanh lý các bác giá chỉ có 1.200.000 thôi. Nhưng mà ngoài ra thì em sẽ tặng thêm cho các bác hai cái đầu chuyển này nhá. Đây là một cái đầu chuyển sang vít và một cái đầu chuyển sang khoang. Đấy, hôm nay em còn mấy bộ là em thanh lý nốt để em tặng quà thôi, còn đợt sau về là nó không có quà tặng nữa các bác nhá. Đấy, nên là các bác lưu ý cái đặt hàng giúp cho em. Tiếp theo thì bên này em còn cái, đây còn mấy cái thân máy cắt pin của Hitachi này các bác này. Đó, thân máy cắt pin của Hitachi, thân máy chạy động cơ từ không chổi than, máy một tấc các bác nhá. Đó, sẽ thanh lý các bác giá là 450.000 đồng trên một thân máy. Đấy, giá là đã bao ship cho các bác rồi. Cái này sử dụng chân pin phổ thông này các bác này. Các bác sẽ lắp được cho những cái quả pin như thế này. Đây, đây là cái quả pin Hitachi 10 cell này. Đấy, giá thanh lý cho các bác là 250 một quả pin nhá. Đấy, các bác mà có pin rồi, các bác có thể mua cái thân máy này về các bác xài chung này. Đấy, các bác xác định là mua thân máy thì nó không có theo pin sạc các bác nhá. Pin sạc là các bác mà chưa có thì các bác báo bên em mua thêm. Đấy, còn một cái thân máy mà như này, giá thanh lý cho các bác giá 450.000. Đấy, còn thân là đây là thân cái này là cái quả pin 10 cell. Pin 10 cell thì bên em có rất là nhiều loại. Đấy, đây là loại 10 cell của máy khoan bu lông hoặc là khoan 13 ly. Giá nó chỉ có 250.000 một quả thôi. Nhưng mà đối với những cái quả pin dòng xả cao, đấy, chẳng hạn như là cái quả pin của Makita dòng xả cao như này, pin xanh sẽ có mức giá là 350.000. Đấy, hoặc là các bác mà mua pin 10 cell của Hukan ấy thì giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Đấy, còn pin 15 cell là bên em cũng có luôn. Đấy, bên phía bên này này em có quả pin 15 cell của Hukan này. Đấy, pin 15 cell của Hukan này em chỉ còn duy nhất một quả thôi nhá. Đấy, thanh lý các bác giá có 4. Cái này là 500.000 nhá. 500.000 là bao ship cho các bác. Đây là quả pin sử dụng trên pin phổ thông đấy.
Thì nếu như mà các bác muốn hợp lý giá hơn thì các bác lấy pin 15 cell của Makita thì em xin giá 450 thôi. Còn đây là Huka, nó có một quả duy nhất là giá là 500. Tiếp theo thì bên này em còn mấy cái bộ chuyển sạc này. Đấy, cái đế chuyển sạc điện thoại nhá. Đây, với cái đế chuyển sạc này các bác sử dụng lắp vào cái quả pin chân pin phổ thông như này thì các bác sẽ lắp này sạc được hai điện thoại này. Đấy, đây là cái đế chuyển sạc điện thoại của Huka với mức giá là 180.000 là em bao ship với anh đó. Tiếp theo thì phía bên này là bên em có một ít cái sản phẩm ke gốc này và kéo này. Đây nhá, em có ke gốc 5.3 cỡ này, cái cỡ này là cỡ 25 này, giá của nó sẽ là 70.000 đồng là chưa có phí ship. Đấy, còn đây là ke gốc 5.3 cỡ 50, giá là 100.000 đồng chưa có phí ship. Còn đây là ke gốc cỡ 75, giá của nó sẽ là 130.000 là chưa có phí ship. Các bác lưu ý này, khi mà em chi tiết giới thiệu tới đâu là em sẽ báo giá tới đó luôn. Và những cái sản phẩm làm mà được bao giá thì em cũng sẽ bao phí ship là em báo các bác luôn nhá. Còn những cái sản phẩm mà chưa được bao phí ship thì em khuyên các bác là lên lựa chọn có một đơn hàng, có một sản phẩm nào được bao ship để các bác đi chung thì các bác sẽ không mất phí ship nhá. Đấy, còn những cái sản phẩm nào không bao ship thì là em cũng sẽ nói rõ luôn để cho các bác được cùng tham khảo kỹ. Đấy, còn đây là hò ga mili một mỏ này, nó sẽ có theo cho các bác que hàn và thuốc hàn như này, giá của nó sẽ là 120.000 đồng một cái nhá. Đấy, tiếp theo là đây là kìm kéo này các bác này. Đây là kéo đa năng, kéo SK5, kéo làm bếp nhá. Đấy, giá là 100.000 này em bao ship này. Còn đây là kéo đa năng cán thẳng này, kéo đa năng cán thẳng giá 80.000 chưa có phí ship. Đấy, còn đây là kéo bonsai. Đấy, kéo bonsai này các bác gọi cho em là kéo bonsai màu đỏ nhá. Các bác gọi cho em là kéo bonsai đỏ có quả táo này. Này, có quả đỏ này. Các bác gọi cho em là kéo bonsai quả đỏ đi cho nó dễ phân biệt. Kéo bonsai quả đỏ giá của nó sẽ là 120.000 đồng là bao ship cho các bác. Tặng kèm cho các bác một cái lò xo như này. Còn đây là một cái mẫu kéo bonsai Nhật nè. Đây là kéo bonsai hoa anh đào, giá sẽ là 200.000 đồng miễn phí ship cho các bác. Đấy, tiếp theo thì là đây là cái kéo kìm, cái kìm mỏ nhọn cong nhá. Các bác gọi cho em là kìm mỏ nhọn cong đa năng, giá là 250.000 bao phí ship. Đó, còn đây là kéo đa năng cán cong này các bác này. Kéo đa năng cán cong. Đấy, cán trắng nhá, giá 80.000 chưa có phí ship. Còn đây là kéo bonsai Nhật này các bác này. Đấy, kéo bonsai Nhật. Cái này thì giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Chốt tự động như này. Đấy, rất là ok rồi, cái lò xo nó chắc khỏe cực kỳ luôn. Giá là 150.000 em bao ship cho các bác này. Cái này là loại lưỡi chống rỉ nha các bác nhá. Được tặng kèm một cái lò xo như này nữa, giá là 150.000 là bao ship cho các bác này. Tiếp theo thì hôm nay là em về. Đấy, hôm nay là em có hai cái mẫu máy mài Detton này các bác này. Đấy, hôm nay thì có hai cái mẫu máy mài Detton rất là đẹp luôn. Đấy, cái này em còn chưa cả lắm được giá luôn. Đấy, cái này hôm nay mới về đây em giới thiệu các bác hai cái mẫu này là cái này là công tắc bật nhá, có hai mã nhá. Mã này mã công tắc bật và mã này là mã công tắc đuôi. Đấy, cái này một lát nữa em mới kiểm tra giá được, các bác mà quan tâm hai cái mã này thì các bác liên hệ em, một lát nữa em sẽ báo giá thanh lý cho các bác luôn. Hàng mới về nhưng mà cũng thanh lý luôn các bác nhá. Đấy, phụ kiện đi theo là sẽ có ốp bảo vệ này, tay cầm này và tay mở lưỡi cho các bác. Một đôi chổi than như này. Đấy, Detton cũng có hai mã nhá. Đây là máy cắt cầm tay Detton này. Mã này là công tắc cũng bật ở trên cạnh. Đấy, thông số kỹ thuật của nó đây. Con này công suất là 950W này các bác này. Đấy, 950W nhá. Đấy, còn cái mã này thì công tắc đuôi. Mã này công tắc đuôi này, công suất cũng 950W luôn. Hai cái con máy này đồng giá luôn ấy, nhưng mà em chưa kiểm tra giá là bao nhiêu tiền thôi nhá. Đấy, tiếp theo thì hôm nay thì em sẽ thanh lý cái sản phẩm bu lông của Hitachi. Đấy, bu lông của Hitachi hôm nay em sẽ thanh lý các bác giá 750.000 là nó sẽ có nguyên bộ như này này các bác này. Một thân máy này, hai pin và một sạc nhá. Pin của nó là pin 10 cell, các bác sử dụng chân pin phổ thông nhá. Kèm theo một dây đeo, một hộp đựng, đấy, một khẩu 22. Cái mã này hôm nay em thanh lý với mức giá là 750.000 đồng. Thanh lý cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn, nên là em sẽ không có tặng thêm phụ kiện gì cho cái mã này. Giá là 750.000 đồng, miễn phí ship hoàn toàn các bác nhá. Tiếp theo thì em còn mấy cái hộp bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, mấy hộp bàn chải đánh răng của Hàn Quốc. Đấy, cái mã này thì em thanh lý các bác là giá là 180 nhá. 180 một hộp. Đấy, bên trong này nó sẽ có 30 cái. Đấy, một hộp này nó sẽ có 30 chiếc bàn chải như này này. Đấy các bác này, bàn chải đánh răng nhá. Lông bàn chải rất là mềm và mịn, nó chỉ còn mấy hộp vậy thôi. Em thanh lý các bác giá 180 một hộp.
Tiếp theo thì đây là đồng hồ kẹp dòng đa năng này, 3266 TDLGT. Nó sẽ có một cái bao vải đựng như này nhá. Phía bên trong này một cái kẹp dòng này, một dây que đo nhiệt độ này, đấy, dây đo thông mạch này, đấy, một cái pin này nữa, giá 280 bao ship nhá. Đấy, còn đây là kìm hàn này, giá 30.000 chưa có phí ship. Đấy, đây là kìm hàn, đấy, rất là ok. Tiếp theo thì bên này em còn mấy cái bộ lam xích này. Đây là bộ lam xích mà các bác sử dụng cho máy mài một tấc nhá. Đấy, các bác mà có những cái máy mài một tấc như này, như cái mã này là máy, cái mã máy cắt sai Kio này, hôm em thanh lý các bác giá 399.000. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng công tất cả đuôi, phụ kiện đi theo cho các bác này, ốp bảo vệ, tay cầm và tay mở lưỡi đầy đủ nhá. Đấy, thì cái mã này công suất của nó sẽ là 950W, vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút, giá là 399.000. Đấy, riêng về cái mã máy Saikyo này, ngày hôm nay mà các bác chốt đơn là em sẽ tặng cho các bác này. Để em tặng cho các bác một cái lưỡi cắt gạch đa năng giá 50.000 như này nhá. Đây là cái lưỡi cắt gạch đa năng này. Đấy, cái lưỡi cắt gạch đa năng này trị giá 50.000. Hôm nay mà các bác chốt máy cắt cầm tay sử dụng điện trực tiếp 220 là em sẽ tặng cho các bác luôn. Đấy, chỉ riêng trong cái buổi video ngày hôm nay thôi thôi nhá. Đấy, còn các bác mà có máy cắt rồi mà các bác quan tâm bộ lam xích thì các bác chốt cái mã này. Đấy, bộ lam xích là 180 này. Đấy, từ cái phần màu đen đấy hắt qua đây là bộ lam xích nhá. Còn máy mài là các bác mua riêng cho em. Bộ lam xích này là có nguyên bộ như này. Đấy, các bác có tay cầm này, ốc này, xích này, đấy, ốp chắn này, có cả loại dầu như này nhá, ốp che chắn này. Đấy, lam xích là đầy đủ cho các bác. Cái lam này nó dài 34cm nhá, giá là 180 một bộ lam xích như này. Các bác chỉ lắp được cho máy cắt cầm tay Q100 thôi nhá. Tiếp theo là đây là cái máy xay đa năng này các bác này. Máy xay đa năng là hôm nay là em thanh lý các bác giá là 250.000. Đây, em sẽ mở. Đấy, đây là máy xay đa năng này. Đây nha các bác nhá. Đó, máy xay đa năng. Giá là 250.000. Đấy, máy Osaka rất là đẹp luôn. Đấy, cái mã này nó sẽ có hai dao này các bác này. Các bác xay nó sẽ rất là nhanh và nhuyễn hơn rất là nhiều nhá. Đấy, máy xay đa năng Osaka giá 250.000. Một cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn, yêu thương luôn các bác này. Còn đây là máy cắt của DCA này. Cái mã này là ASM03-100, giá của nó sẽ là 550.000. Đó, đây các bác có nguyên bộ này. Cái này nó là hàng công ty chính hãng nên là các bác xài thì không cần phải lo nghĩ gì về chất lượng nhá. Công tắc của nó công tắc cạnh ở trên sườn như này, kèm thêm một tay cầm này, ốp bảo vệ và tay mở lưỡi cho các bác, giá 550.000. Và em tặng cho các bác thêm một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 như này nhá. Mức giá cực kỳ là hấp dẫn luôn. Tiếp theo này, hôm nay là em còn mấy cái thân máy của Hukan. Đây là thân Hukan X9 này các bác này. Thân Hukan X9 lực xiết 650 N. Đấy, đầu bu lông đặc nghề nhá. Thanh lý các bác giá 1.100.000 một thân. Đó, tặng kèm cho các bác thêm một cái đầu chuyển vít nhá, giá 1.100.000. Và có túi đựng máy như này cho các bác này. Còn đây là thân máy rút đinh tán của Hukan, giá 1.200.000 một thân máy như này, sử dụng chân pin phổ thông. Đấy, tặng kèm thêm một cái túi đựng máy luôn. Tiếp theo này, đây là cái bộ máy khoan của Hukan B5 Cell. Đấy, mã này là 2 chức năng. Các bác sử dụng khoan và bắn vít là ok nhá. Giá 800.000 một bộ, bao gồm một thân máy, 2 pin, 1 sạc. Đấy, một hộp phụ kiện như này, giá 800.000 một bộ này. Còn đây là 5 xe của Maita này các bác. 5 xe của Maita giá 520.000 một bộ. Đấy, và con Maita này nó sẽ sử dụng chạy động cơ có chổi than pin 5 xe, xả Abato như này cho em. Riêng con Hukan này là chạy động cơ từ không than và đầu Autolux 10 ly nhá. Đấy, còn Maita thì chạy động cơ có than, giá hấp dẫn cực kỳ luôn, 520.000. Nguyên bộ như này các bác này, kèm theo phụ kiện đầy đủ cho các bác này. Còn đây là cái thân mài Makute giá 850.000 các bác nhá. Đấy, thân mài Makute thì nó sẽ có nguyên bộ đầy đủ cho các bác là tay cầm, tay mở, ốp bảo vệ nhá. Pin sạc là các bác mua riêng. Đó, giá 850.000 một thân máy chạy động cơ từ không chổi than, thân máy một tốc xe. Tiếp theo thì em còn mấy cái máy thổi bụi này. Máy thổi bụi điện là 350.000, nó sẽ có màu xanh hoặc màu đỏ thôi nhá. Đấy, màu xanh hoặc màu đỏ. Khi mà đóng hàng thì em sẽ chọn màu bất kỳ cho các bác, một là màu đỏ, hai là màu xanh. Đấy, giá 350.000 này. Có điều tốc đồng hoàng cho các bác nhá. Điều chỉnh được 6 nút tốc độ, giá 350.000. Đó ạ. Đây là máy
Fuka. Fuka 4 sale này, em còn đúng một bộ duy nhất thôi. Thanh lý các bác giá 700.000 nhá. Giá 700.000 thôi nhá. Fuka 4 sale. Đấy, còn đây là Fuka 5 sale có búa này các bác. Bộ này em còn đúng một bộ duy nhất thôi. Đấy, có búa nha. Đầu Autolock à, em xin lỗi, cái có búa này thì nó đầu máy của nó đầu 10 ly tự siết nhá, không phải đầu Autolock đâu. Máy hai chiếc lăng này thì mới là đầu Autolock này. Đấy, hai chiếc lăng này đầu Autolock. Đấy, còn ba chiếc lăng thì không phải đầu Autolock nhá. Ba chiếc lăng giá của nó là 850 là có búa để khoan tường luôn là các bác này. Đó. Tiếp theo bên này nữa nhá. Đây. Bên này thì em sẽ thanh lý cho các bác cái bộ máy đánh nóng của Makita giá 450.000 này. Nó sẽ có nguyên bộ như này. Một máy này, một đĩa này, một lông cừu này, một tay cầm này, giá 450.000 nhá. Đấy, cái mã này thì công suất của nó là 600W này, giá chỉ có 450.000 thôi. Đó. Còn đây là bu lông Makita. Bu lông Makita là sử dụng là chân pin phổ thông nhá. Bao gồm một thân máy này, hai pin, một sạc, một khẩu 22, một dây đem hộp đựng. Thanh lý các bác giá 950.000. Đó. Còn đây là súng bắn nhiệt độ này. Các bác bắn được ở cái mức nhiệt độ là từ âm 50 độ C cho đến dương 580 độ C. Đó, giá là 280.000 một súng nhá. Đấy, còn đây là ổ cắm điện này. Đấy, ổ cắm điện 5 lỗ này, 45.000 chưa có phí ship này. Đấy, phí cắm điện lúc là 520.000 chưa có phí ship. Đó, còn đây ổ 3 lỗ này, ổ 3 lỗ cắm là 45.000 chưa có phí ship nhá. Kẹp mát 500 là 40.000 chưa có phí ship. Đấy. Còn tiếp theo thì đây là những cái mạch mạch của bu lông Hitachi này, giá 150.000 bao ship này. Đấy, mạch bu lông Makita giá 180.000 em bao ship. Còn đây là công tắc của bu lông.